Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì Đức Minh sẽ gửi tới các bạn cái giá của hàng rào nhôm đúc dành cho biệt thự. Sau đây là Đức Minh sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn một cái mẫu hàng rào rất là đẹp dành cho biệt thự mà công ty Nhôm Đúc Nam Định đã thiết kế và thi công trong thời gian vừa qua. Thông thường thì những cái hàng rào cho biệt thự thì bên mình hay làm, ví dụ như là những cái hàng rào như hàng rào quả táo, hoặc hàng rào phù điêu, hoặc hàng rào ô, hoặc hàng rào cong trong cái vòm của khung xây bê tông. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu hàng rào rất là đẹp mà công ty Nhôm Đúc Nam Định đã lên ý tưởng thiết kế cùng với gia chủ. Về cơ bản thì đây là một cái mẫu hàng rào quả táo phía bên ngoài. Về cái phần hàng rào quả táo này thì các bạn có thể hình dung được về cơ bản của nó. Phía trên là gồm có cái hàng chông, có thể là một hoặc hai hàng chông. Bên dưới là những cái hàng nan song. Phía bên dưới nữa là những cái hình quả táo đã được cách điệu. Và phía bên dưới cùng là những cái hàng hoa và kết nối ngang với nhau. Đấy là cái phần hàng rào quả táo cơ bản. Nhưng ở đây chúng tôi có thiết kế thêm một cái tấm phù điêu. Và cái phù điêu này có được đúc tên của gia chủ. Ở đây gia chủ tên là Ngọc Quý, và chúng tôi đúc cái phần phù điêu này để mà gắn lên cái phần hàng rào, tạo nên những cái nét độc đáo cũng như là cực kỳ ấn tượng cho cái phần không gian ngoại thất của căn biệt thự. Về cơ bản thì những cái hàng rào như thế này thì cũng tương đối là kén người sử dụng. Khi người sử dụng rất là cá tính cũng như là có được những cái mà khiếu thẩm mỹ riêng thì hay sử dụng những cái này, còn không thì thường thường chỉ sử dụng những hàng rào thông thường thôi. Các bạn có thể thấy chính giữa cái hàng rào là hình con đại bàng đấy, hai bên là hai cái đầu rồng rất là đẹp, tạo nên một cái sự mạnh mẽ hoành tráng cho cái căn biệt thự này. Khi làm về những cái phần phù điêu này thì thường thường sẽ có cái giá riêng so với những hàng rào thông thường. Các bạn có thể hiểu là cái phần hàng rào thông thường chúng tôi tính, sau đó tôi bóc tách cái phần phù điêu này ra, và cái phần phù điêu này cũng được tính theo mét vuông, và giá của cái phù điêu này thì tương tự như là cái giá của tranh nhôm đúc hoặc là giá cổng, thì thường thường dao động là tầm khoảng từ 7 cho đến 8 triệu trên một mét vuông của những cái phần phù điêu này. Vậy cái phần hàng rào này gồm hai phần, hàng rào quả táo thông thường và phù điêu, sẽ được cộng giá của hàng rào thông thường và cộng với cái giá của cái phù điêu này thì nó sẽ ra cái giá chung của tổng thể hàng rào. Những thiết kế trên mặt phù điêu này thì là chúng tôi có thể làm theo cái ý của quý vị. Quý vị hãy nhấc máy lên và điện cho công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số hotline là 0946 266 860, thì chúng tôi sẽ thiết kế cho quý vị những cái hàng rào độc đáo nhất. Xin chào quý vị và các bạn.